Nhà hư hỏng nặng, yêu cầu công trình thẩm định hỗ trợ sửa chữa. Các thiết bị thi công thảm đá cấp phối đã dần được đưa lên các cái xe đầu kéo như thế này để vận chuyển đi các công trình khác. Chiếc xe của mình trở nên rung lắc dữ dội và rất là khó điều khiển. Và bây giờ thì mình đã hiểu ra là tại sao thi công thảm bê tông nhựa nóng mặt đường mà gặp thời tiết mưa thì nó sẽ bất lợi như thế nào. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là 3 giờ 30 phút của buổi chiều ngày 17 tháng 5 năm 2024. Mình đang có mặt tại cái vị trí điểm đầu của cái đường liên kết giữa tỉnh lộ 943 và đường tránh Long Xuyên. Những cơn mưa đầu mùa thì cũng có thể được ví như những cái cơn mưa vàng. Tuy nhiên là ở cái chiều ngược lại, ví dụ như là các anh công nhân trên công trình mà đang thi công thảm bê tông nhựa nóng thì đấy lại là một cái điều vô cùng bất lợi. Cái đường liên kết này, đường liên kết giữa tỉnh lộ 943 và tuyến tránh Long Xuyên thì đã được thảm một lớp khá là lâu rồi. Đấy, tuy nhiên là cái việc mà thi công toàn bộ thì bây giờ nó cũng đang gặp khó khăn, bởi vì những cái người dân đó, xung quanh cái khu dân cư này nó bị ảnh hưởng và người ta đang tiếp tục yêu cầu là được hỗ trợ sửa chữa nhà. Cái đoạn khúc cua này thì vẫn có một chiếc xe cuốc đang đắp và ta luy. Và khi mà bắt đầu lên tuyến tránh này thì nó được thảm cái lớp thứ hai, tất nhiên là cũng mới chỉ được thảm lớp thứ hai ở một bên thôi. Bây giờ thì mình sẽ nhìn lại cái phía dưới vàm cống. Nhìn lại phía dưới vàm cống thì cũng rất là vắng. Có lẽ là cái đội thảm bê tông nhựa nóng đã di chuyển đi một cái vị trí nào đó. Bây giờ thì mình sẽ quay xe và đi về phía cầu vượt Long Xuyên. Toàn bộ cái khu vực từ đường dẫn này lên tới cầu là đã được thảm hai lớp rồi. Duy cũng chỉ có một cái đoạn mà mình cũng đã nhắc tới trong các clip trước là vẫn chưa được thi công. Đây là cái đoạn này sát cái ngôi nhà bị nghiêng đây. Tức là người dân vẫn đang yêu sách. Khi nào mà được hỗ trợ sửa chữa, cụ thể là cái căn nhà nó đã bị nghiêng đấy, nó bị nghiêng thì hỗ trợ sửa chữa làm sao cho nó cân bằng trở lại. Có thể là mời thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy. À, khu vực đầu cầu này thì mình đã được thấy là cắm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái cọc ống thép đấy, để mà làm những cái hộ lan ở hai đầu cầu. Mặt cầu thì đã được thảm bê tông nhựa nóng một lớp rồi. Và cũng có lẽ là hình như trên mặt cầu Châu Đốc cũng như mặt cầu này thì người ta cũng chỉ thảm một lớp thôi. Sau đó là dặm vá những cái vị trí mà khe giãn nở. Và phía đầu cầu bên Mỹ Khánh này, đầu cầu bên phía Mỹ Khánh thì là cái đoạn mà đang được thảm đá cấp phối nhỉ. Bởi vì cái đoạn này nó là cái khu vực mà tập kết vật liệu, cho nên chắc chắn là nó phải được thi công sau cùng rồi. Cũng có những chiếc xe bàn đang đậu trên mặt cầu. Một chiếc xe lu bánh lốp. Đây, bắt đầu xuống cái đoạn mà đang được thảm mà đá cấp phối đấy. Đoạn này thì cũng sẽ được thảm bê tông nhựa nóng trong ngày mai thôi. Khi nào mà thời tiết thuận lợi, khô ráo thì bắt đầu là các anh sẽ thảm bê tông nhựa nóng thôi. Bởi vì cái công đoạn mà thảm đá cấp phối là theo như mình thấy là nó cũng đã muốn gần hoàn thành rồi.
Mặc dù là thảm đá cấp phối nhưng mà chạy nó rất là êm nhá, nó mịn. Sau khi hết cái đoạn thảm đá cấp phối này thì tới cái đoạn mà có khi là cách đây cả chục ngày rồi. Đây, tới cái đoạn này này, ở bên cạnh thì có một cái xe tưới nước ấy. Đây là cái đoạn mà đã được thảm bê tông nhựa nóng cách đây khoảng 10 ngày rồi. Cái thời gian đó thì cái thời tiết nó cũng rất là thuận lợi. Thảm bê tông nhựa nóng mà trời nắng á thì nó hơi cực cho các anh em công nhân một chút, nhưng mà bù lại tức là cái tiến độ thi công nó sẽ rất là nhanh và cái chất lượng nó sẽ đảm bảo. Bởi vì bê tông nhựa nóng khi mà được đưa từ cái nơi sản xuất đấy tới hiện tới công trường này á, thì nó đã giảm nhiệt độ đi một ít rồi. Đấy. Và khi mà gặp trời nóng thì tất nhiên là cái nhiệt độ nó giảm không nhiều. Khi thi công thì chất lượng nó sẽ đảm bảo hơn. Khi mà vừa thảm xong một cái thì lu lèn thì chất lượng nó sẽ rất là tốt. Trời thì vẫn đang mưa lâm râm nhá, mặc dù là trước đó đã có những trận mưa rào rất là lớn. Này. Bây giờ thì là tới cái cây cầu đầu tiên này. Cây cầu đầu tiên này gọi là cầu bắc qua mương ông câu. Đấy. Các anh công nhân đang rất là khẩn trương để xử lý khe rãn nở. Và trời mưa hơi nặng hạt cho nên mình phải dùng một cái tấm rẻ để mình lau camera đi. Và khi sau khi mà lau đi thì nó sẽ sáng rõ hơn. Đấy. Mình sẽ chờ cho hai chiếc xe này có lẽ là của bên ban quản lý dự án hoặc nhà thầu gì đấy, đang đi khảo sát và thúc đẩy cái tiến độ của công trình. Đây, phía bên này thì cũng đã được thảm nhựa rất là đẹp rồi. Mặt đường rất là bóng êm. Bây giờ thì nó đang chuẩn bị tới cái khúc cua này. Khúc cua để tới cầu Rạch Dung. Đây là cầu Rạch Dung. Ở bên tay mặt thì vẫn đang được tiếp tục xử lý các khe rãn nở. Và có một chiếc xe chở bê tông tươi đấy. Không biết là cung cấp bê tông tươi cho các anh công nhân làm gì đây. Mình có quan sát thấy có một cái máng đấy. Cái máng đang bơm bê tông tươi xuống ở bên bên cạnh. Có thể là đắp ta luy chăng? Rất có thể là đắp ta luy bằng bê tông luôn đấy. Từ mương ông câu lên rạch Trà Ôn. À xin lỗi, từ Rạch Dung nhé. Từ Rạch Dung lên rạch Trà Ôn. Đoạn này cũng khá là xa. Nó khoảng hơn một cây số đấy. Nhưng mà theo quan sát của mình thì cũng đã được thảm bê tông cả hai bên rồi, tức là full. Thảm bê tông toàn bộ mặt đường thì gọi là mình dùng cái từ gọi là thảm bê tông full chứ không là phun tưới đâu nhé. Có một số anh em thì nghĩ là phun tưới cho nên là nói là dùng cái từ đó nó không phù hợp. Nhưng mà thực ra là full ở đây là cái từ
cũng như là quen miệng, bây giờ gọi là full, tức là đầy đủ đó, thảm bê tông đầy đủ. Đầy đủ nhưng mà cũng chỉ có mới có một lớp thôi. Có một chiếc xe đầu kéo và trên đó thì mình thấy có một chiếc xe lu. Chiếc xe lu này là lu à, chiếc xe lu bánh lốp mà xe lu rung, tức là nó phục vụ cho cái công tác thi công đá cấp phối. Chỉ có sử dụng thi công đá cấp phối thôi người ta mới sử dụng tới, người ta mới dùng tới cái xe lu rung thôi nhá. Thì có lẽ là chiếc xe đầu kéo đấy đang vận chuyển chiếc xe lưu dung đấy đi phục vụ cho một cái công trình nào đó khác. Bởi vì trên cái đoạn 5 km này thì hầu như là chỉ còn có một cái đoạn ở đầu cầu đó thôi. Thì là đang thảm đá cấp phối thôi, còn lại là đá thảm bê tông nhựa nóng lớp 1 hoặc lớp 2. Đây. Tới đoạn này thì đó, ở bên tay mặt thì được thảm bê tông nhựa nóng rồi, còn đoạn bên tay trái thì mới được, đoạn bên tay trái này, đoạn bên à, phía bên tay trái, nửa đường bên tay trái thì mới được tưới keo kết dính thôi. Cái đoạn từ rạch Dung cho tới rạch Châu Âu nó khá là xa. Bây giờ thì mới tới cầu rạch Châu Âu nhá. Thì hôm nay là đã được gắn, hôm nay là đã được gắn lan can rồi. Đấy, cầu rạch Châu Âu là hôm nay được gắn lan can rồi. Đoạn này là từ rạch Trà Ôn lên tới rạch rạch Dầu hay còn gọi là rạch Tầm Vu. Không hiểu tại sao chiếc xe của mình bây giờ là rất là khó điều khiển. Nó đang bắt đầu trở nên rung lắc dữ dội. Đây, đây là cái đoạn mà đã được thảm bê tông nhựa nóng. Thảm bê tông nhựa nóng lớp 2 rồi đấy. Tại sao thế nhỉ? Xe của mình trở nên rung lắc dữ dội, rất là khó điều khiển, giống như là nó đã bị xì cả hai bánh. Nhưng mà thực ra không phải, khi mà mình quan sát xuống thì hai cái bánh xe nó bám đầy bê tông nhựa nóng, cho nên là nó trở nên trơ và mà nó dày, cho nên rất là khó lái. Đấy. Đúng là thảm bê tông nhựa nóng trong cái điều kiện mà thời tiết gặp thời tiết mưa thì vô cùng là bất lợi. Có nhiều công trình là khi mà thảm mà gặp trời mưa đấy thì người ta phải hốt luôn cả cái toàn bộ cái bê tông nhựa nóng đấy để mà thảm lại. Đấy. Nó khó khăn tới mức độ như vậy. Cho nên là hôm trước có một anh chắc là đang thi công trên cái tuyến đường này, anh em nói rằng là chỉ cầu mong là trời nắng thêm khoảng 1 tuần 2 tuần nữa thì là sẽ mọi việc sẽ rất là ok. Thế nhưng mà hôm đó thì mình cũng có nói vui,
Tức là bây giờ là toàn bộ cái miền Tây nó đang hạn hán. Toàn bộ miền Tây đang hạn hán, đang cần có những cơn mưa dài hạn, những cơn mưa vàng đầu mùa. Đấy, thì cái việc mà thi công nó gặp trời mưa thì nó sẽ bất lợi, tức là hai bên nó có gọi, mình gọi là xung khắc, xung đột lợi ích, gọi nói vui vậy thôi. Đấy, còn có một bạn thì lại comment rằng là thế thì làm sao để mưa ở nơi khác nhưng mà tránh cái tuyến đường đang thi công này ra. Đấy, thì tránh cái tuyến đường đang thi công này ra thì nó cũng rất là khó. Thôi thì mình sẽ thuận theo tự nhiên, mình thuận theo tự nhiên. Nếu mà trời mưa thì mình làm các công việc khác, chờ cho tới khi mà trời nắng thì tiếp tục thảm bê tông nhựa nóng. Đoạn đường này thì rất là êm nhưng mà xe của mình là đang không thể chạy nhanh được. Hai chiếc xe cuốc vẫn đang cần mẫn đào đắp ta luy. Những cái chiếc xe cuốc đấy là nó là bánh xích đấy, và nó có cái gờ lên độ bám, cho nên khi mà nó di chuyển trên cái mặt bê tông nhựa nóng mới được thảm này này thì nó sẽ có thể gây ra hư hỏng, cho nên là tất cả các xe đó khi mà thi công trên cái mặt đường này thì đều được một anh công nhân phụ trợ, tức là anh ấy sẽ dùng các cái vỏ xe để trải lên, hoặc là những cái tấm tôn để cho những cái chiếc xe cuốc đó nó chạy bên trên đó, nó tránh làm hư hỏng mặt đường. Bây giờ là tới đoạn mà được đoạn này là cũng được thảm lớp 2 rồi. Đoạn này là gần tới cầu rạch dầu đấy, tới khúc cua này, tới khúc cua là gần tới đoạn cầu rạch dầu, hay là còn gọi là cầu rạch Tầm Vu. Rồi, tới đoạn này là đây. Đoạn này thì mới chỉ là thảm đá cấp phối thôi nha. Đây. Đoạn này là mới thảm đá cấp phối thôi. Đó ngay chỗ khúc cua đấy. Khúc cua gần tới cầu rạch Tầm Vu. Hy vọng rằng sau khi mà chạy qua cái đoạn mới chỉ thảm đá cấp phối này thì các cái đá dầm ấy, nó sẽ làm giúp cho hai cái bánh xe của mình nó văng bớt cái bê tông nhựa nóng ra. Ở bên đường thì tập kết rất nhiều những cái miếng bê tông đúc sẵn ấy, để chống sạt trượt ta luy. Rồi, tới cầu rạch Tầm Vu, hay là gọi là rạch dầu. Hai bên đầu cầu của cái cây cầu rạch Tầm Vu thì mới chỉ được thảm đá cấp phối thôi. Ở đây cũng đang thảm đá cấp phối nhưng mà nó rất là êm nhé, tại vì cái mặt đá dầm nó rất là mịn.
Đây có thể là những chiếc xe lưu dung cuối cùng trên cái đoạn 5 km này. Thì cũng như mình đã nói rồi, những chiếc xe lưu dung là nó thường chỉ được sử dụng cho cái việc mà lưu lèn cái đắp đèn hạ, đèn thượng và đá cấp phối thôi. Đấy, bây giờ thì là tới cái đoạn được thảm bê tông nhựa nóng đây. Đoạn này thì nó khoảng 400 m. Rồi mới tới cái đầu mà giáp với lại quốc lộ 91. Tất nhiên là đoạn này thì cũng mới chỉ được thảm lớp đầu, lớp 1 thôi. Mặc dù là thảm full cả toàn bộ mặt đường nhưng mà cũng chỉ là mới lớp 1 thôi. Chiếc xe của mình thì bây giờ có vẻ như nó chạy cũng đã tương đối rồi, dễ điều khiển hơn lúc nãy rồi. Có thể là đá dăm nó bám vào cái bê tông nhựa nóng, nó văng ra bớt đi cho nó nhẹ đi. Rồi, tới cái đoạn mà đúng là như vậy thật. Có nghĩa là rất nhiều các xe lưu dung, 1, 2, 3, 4, 5 chiếc, 5 chiếc đã được vận chuyển lên một chiếc xe đầu kéo rất là dài để vận chuyển đi công trình khác. Đấy. Chỉ để lại một cái số tối thiểu vừa đủ để thi công thôi. Cái đoạn khoảng 50 m này này, 50 m tiếp giáp với quốc lộ 91 thì vẫn đang tiếp tục được thảm đá cấp phối nha. Đoạn này thì chắc chắn là sẽ được thi công một cách thật là kỹ lưỡng, bởi vì nó là cái đoạn tiếp giáp, nó được mở rộng ra. Và sau này thì có những cái phương án thi công cụ thể, bùng binh, nó là bùng binh hay nó là đèn xanh, đèn đỏ. Và tới đây thì mình xin kết thúc video và nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, mong rằng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của mọi người. Thank you. Bye bye.